Dương học sinh rồi đi du lịch nó nhiều lắm. Sài Gòn xuống rồi. Xuống đó đi vô đó chơi được chơi gì trong mò cua bắt cá đi vô mấy chỗ đó chọn bắt cá lóc rồi. Phương thì nhặt đổ cát ở dưới, đổ cát cho nó lót cái lát đáy, lót lót để giống như là cục cục để ngoài cái ao cái đổ cát cồn rồi xuống dưới lót cái lót đáy cho mình đứng được cái lúc. Xong rồi cái ngày đoạn mình đi 10 người nhé. Ok, 10 người cũng bắt cho chục con cá thải xuống. Cái đầu thải xuống, cái đầu mò chạy ra chợ cái nó mua chục cá lóc để vô thả xuống. Rồi, cái tới giờ nhảy xuống, chục người xuống mò quằn quằn lên xịn luôn, bắt cá lóc rồi. Cá lóc quằn là lội rồi, phát nổi luôn. Chục người quằn dũng tôi chút xíu à, ở dưới đáy đèo có sình nữa, có sình đó thì cá nó chuối xuống dưới, cá nó khỏe, còn đằng này cát không à, cát mà gặp cá lóc nó lội ngồi nữa nó hết nhớt á, rồi vậy cái mắt dính cá lóc đem lên rồi nấu ăn, còn nào ăn ăn, còn ăn trả lại, còn khác nhảy xuống bắt tiếp. Chơi vui mà.